Chào các bạn, mình là Tài. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái game 2048. Game này khá là nổi trên bằng cái là bằng cái Android Studio đấy. Viết code thì code bằng code Java. Thì mình sẽ chạy cái demo các bạn xem nhé. Đây demo này. Mình sẽ đánh run này. Rồi, các bạn chờ một chút. Máy mình gọi máy nó thuộc cái dạng cùi bắp nên là nó chạy hơi lâu tí đấy, xóa đi cài lại thế ạ. Đấy đây nhá, đầu tiên đây màn chơi đầu tiên nhá, point này. Bây giờ mình sẽ vuốt sang trái à. Đấy, point hiện tại mình đã có 8 điểm và cái số mà mình ghi được max là 2. Mình sẽ chơi thử màn các bạn xem, dí trò này đơn giản vuốt nhé. Chơi các bạn chơi cái này bằng cách là vuốt nhé, vuốt màn hình, vuốt lên vuốt xuống, vuốt trái vuốt phải, blue ba la các thứ. Rồi lại cố số 2 đây rồi. Rồi để mua một tí thôi nhá. Ok thì đầu tiên là mình các bạn mở Android Studio đây này, các bạn tạo mới cho mình một cái project, new new project. Đây là phần đặt tên này, mình sẽ đặt tên này game 2048 chữ 2 48. Chọn chỗ để new game này. Swap lake. Rồi đến phần này là cái phần chọn phiên bản, thì các bạn có thể cái phiên bản thấp nhất, mình để phiên bản thấp nhất là API 17 nhá, cái phiên bản Android 4.2 là tối thiểu là 4.2 mới chạy được. Rồi lake này, các bạn chọn cho mình cái Empty Project này, Empty Activity, sorry, ấn Finish. Các bạn chờ mình một chút nhé, đợi nó loát vào danh lên này. Đây vào danh của mình đây, đợi nó build một chút. Đấy, máy chạy hơi tí đã nóng rồi. Mail vẫn lỗi. Ok xong rồi, thì đầu tiên là mình sẽ đi vào cái phần thiết kế giao diện trước nhá. Các bạn nhìn cái game giao diện trên này đấy, mình sẽ bỏ qua phần này nhá, cái phần này là mình vừa mới thêm vào thôi. Thì giao diện của nó bao gồm là một cái ô để hiển thị cái số, mà cái số max mà các bạn đạt ở trên này ấy. Một ô để hiển thị số điểm và cái này nó gọi là một cái git view để hiển thị tất cả các ô ấy. Ok thì đầu tiên mình sẽ vào thiết kế giao diện này, và trước khi thiết kế giao diện mình sẽ nói chút về qua về game nhé. Để làm được cái game này ấy, thì là các bạn chỉ cần biết những kiến thức cơ bản về về Android thôi. Đại khái các bạn chỉ cần biết dùng git view hay dùng nit view như nào ấy, xong rồi biết cách tạo adapter, xong rồi có một chút về xử lý code thì tốt. Ok thì đầu tiên này, vào giao diện này, mình ở vào red này, layout activity main, đây là cái bản 2.3 thì nó có hỗ trợ mình cái thằng
con trên layout này. Cái thằng này thì mình cũng cũng không biết dùng lắm, không biết dùng thằng này đâu, mình không biết dùng thằng này, mình nói thật, thằng này nó mới ra mình không biết dùng. Còn các bạn muốn tìm hiểu về cái thằng này thì các bạn có thể vào cái, mình nhớ có một anh làm về cái này rồi, YouTube này, ăn chờ tí, cái này mình không phải quảng cáo đâu, nhưng mà tại các bạn có thể tìm với kênh là kế không phải kế phạm. Kênh không phải ở đây, đây 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 kênh của anh kế phạm đây, kế phạm là tên nick Facebook anh ấy. Thì các bạn có thể vào đây các bạn tìm hiểu, ở đây anh ấy livestream rất nhiều loại khái là cái hay ho, hay ho trong này. Trong ấy có một cái về mình nhớ đây, con channel à, chính là cái này, chính video anh livestream tận 59 phút rồi để giải thích các bạn, nên là các bạn muốn tìm hiểu các bạn cứ có thể vào đây. Tiếp theo đó nha, đầu tiên là mình sẽ xóa này đi, mình sẽ để cái Nine Year Layout, Nine Year Layout đấy, xóa bỏ Take View đi hết, Take View đi nhá, xóa bỏ đấy. Layout là cách sắp xếp của nó, orientation là cách sắp xếp các thành phần ở trong layout sẽ từ trên xuống dưới, mình sẽ để là vertical. Ok rồi, sau đấy tiếp đó thì mình sẽ có một cái gọi là relative layout để chứa lại cái relative layout này, thì để chứa mình sẽ cho nó cao 160 dp này. Thì cái layout layout mục đích của mình là để chứa cái thằng hai cái ô này, ok chưa? Thì tiếp theo đấy thì mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra một cái line layout nhá, có chiều dài cho đây không thể mắt ta được. Các nhìn trên này nhá, cái line layout này sẽ để chứa hai cái ô này, trong một mỗi cái ô này thì là một cái line layout nữa, và cái line layout chứa hai cái text view để hiển thị. Thì cái này mình sẽ để cho nó này, cao khoảng tầm dài tầm 200 dp đi, 200 dp, cao thì cao tầm 70 dp, 70 dp. Orientation cách sắp xếp đây mình sẽ để là horizontal bởi vì nó sẽ sắp xếp ngang, 160 dp. Ô chết nhầm, thằng này nó phải ở trong cái thằng relative layout này. Ok, vào trong này nhá, mình sẽ ở đây mình sẽ viết tạo một cái line layout nữa, có chiều ngày là 1 dp, các anh cứ phải để 1 dp thôi, không phải lo 1 dp. Hay là map parent cho ngày line layout một cái padding đi, padding ngoài tầm 2 dp thôi, padding ngoài để căn các thành phần bên trong cách này khoảng bao nhiêu. Ok, orientation của thằng này là vertical, width mình sẽ cho là 1. Rồi thì trong này mình sẽ chứa một cái text view, cái chiều dài là map parent này, à chiều ngang map parent này, thằng này sẽ là warp content, graffiti là cái căn cái chữ là center đi. Tiếp theo nữa là text, text mình sẽ để đầu tiên là mark nó, mình sẽ để mà giống hệt cái kia nhá, mark mark à, rồi các bạn nhìn chữ mark chưa, nó bé bé ở đây à, đấy. Tiếp theo mình sẽ text size cho nó là 13 sp, 13 hơi bé, 15. Rồi bên dưới mình sẽ có một cái text view with map pattern, hai cái map pattern, graffiti cũng là center, text text trước,
cách chưa nhỉ? 2048 này, 2048. Rồi tiếp theo là text style, mình sẽ là body, text color, à nhầm, text size. Text size đi, mình sẽ cho nó tầm bao nhiêu, 25 dp, 25 fp. Đó, to to đấy. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ copy, copy cái này như đeo mình vừa tạo, mình paste vào trong này phát, đó là mình đã có hai cái. Bây giờ nhá, mình sẽ đổi cái thằng này, đổi thằng này sẽ là phải sửa thành point, là có nghĩa là điểm số. Rồi, điểm số cho là 1000 đi, đấy hiển thị cho các bạn xem. Rồi, ok, bây giờ là ở trên này thì mình, các bạn nhìn thấy đó, nó là một cái, ở đây nó sẽ có một cái màu, một cái ô vuông màu lâu để bo cái bọn này đúng không. Thì bây giờ mình sẽ ra mình thiết kế cái ô vuông ấy, mình chọn vào drawable, chuột phải new, chọn drawable file, mình dặn tên cho nó là bg feature bo, bo feature là lâu. Ok rồi, bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ chọn nó là cái sape đấy. Tiếp theo nữa thì sape sẽ có một cái connect này với radio, mình sẽ cho nó ở đây, mình sẽ cho nó cong, cái độ này là độ cong của cái bốn, của bốn cái góc ấy, mình cho nó là 5 dp đấy. Xong tiếp theo nữa, tiếp theo nữa là cái thằng này nhỉ, thằng Sony đấy, với color xin thằng 0000 suộc, à đập suộc đây. Đó bây giờ mình đã có một cái ô bo bốn góc này, bo góc nhỏ nhỏ này thôi. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái màu rồi nhá, mình sẽ cho nó màu lâu á, màu lâu tí, lâu lâu nhạt nhạt tí. Đấy, tầm này đi, chọn. Rồi bây giờ mình quay lại ở bên activity main nhá, mình sẽ kích vào cái linear layout này, mình sẽ gõ background a cộng drawable, đây chính nó đó, cái cong. Nhưng mà cái chữ bên trong này đúng ra mình phải để là màu trắng, mình sẽ thay đổi text color. Đó, mình để màu trắng nhìn cho nó đẹp. Copy thằng này xuống để đây, thằng này cũng tương tự. Rồi và thằng này cũng có một cái background sheet a cộng drawable đấy. Rồi nhưng các bạn nhìn này, nó đang hai ô đang bị liền vào nhau à. Đó thì thằng này mình sẽ cho nó một cái, thằng mark là mình sẽ cho nó một cái margin right đi, tầm 2 dp. Thằng này cũng, còn thằng này cũng cho nó một cái margin net cũng tầm 2 dp cho đều. Đó xong, xong đâu rồi đấy, đó xong đâu rồi đấy nhá, các bạn nhìn nhá, thằng này hiện tại là nó đang ở bên góc bên tay phải trên cùng đúng không, góc ở góc bên tay phải trên cùng. Bây giờ làm nào cho nó ở bên góc trên tay phải trên cùng thì là mình sẽ sửa nó một chút thông qua cái thuộc tính cái thằng bo này, đây chính là thằng này, thì mình sẽ có một cái là parent, mình sẽ có một cái là layout xít trừ, theo xít trừ a n in đây parent, các bạn dò đến cái chỗ thằng parent button này, đó các bạn để một chu. Rồi bây giờ là what the fuck, có gì sai sai, sorry nhá, không phải parent button, parent top một chu à. Tiếp theo ở Ctrl D, các bạn ấn Ctrl D copy dòng này, mình sẽ sửa thêm parent right nữa. Rồi
Bây giờ nó nằm ở bên tay phải trên cùng rồi. Ok, tiếp theo nữa thì bây giờ mình sẽ đến, sau khi đã thiết kế được cái hai thằng này xong, mình sẽ xuống mình thiết kế cái thằng này, ngang ngố 2048, à, cái thằng git view rồi. Thì các bạn chỉ cần để cho mình một cái vertex layout này, mapped có graffiti ở đây là để chứa cái git view ấy, thì git view sẽ ở center ở giữa này. Tiếp theo nữa cái thằng view mapped rồi, xong có ID gdv game play rồi, và nó sẽ có một cái loom column là 4, bởi vì các bạn nhìn nhá, ở trên này nó có 4 cột mà, thì mình phải chia ra 4 cột. Tiếp theo đấy thì đến bây giờ là mình sẽ cho nó một cái background. À không, thằng này không mắc ra lên được, thằng này chỉ là được warp warp content and warp content, và thằng này sẽ có một cái background, nó chính là a còng drawable lấy màu màu vô lên màu đấy thôi, trông đầy đặn này thôi. Tí các bạn xét xong nó sẽ thu nhỏ lại, còn nếu cần thiết thì ở đây các bạn cho mình một cái padding tầm 10 dB, đấy là sẽ bo, các bạn nhìn rõ luôn nó được bo đấy. Thì xong, sau khi đã thiết kế xong cái này, giờ mình sẽ tiến hành đến công việc là thiết kế cái item ở trong này. Đó, cái item cái ô vuông trong này, các bạn nhìn nhá, ô vuông trong này hiện tại nó đang là như kiểu nó được đúng vuông hẳn đấy, chiều ngang bằng chiều dọc đúng không, và nó cũng được bo luôn. Thì để thiết kế đường này thì các bạn ở trong file Java nhé, cậy kích chuột phải chọn new Java class này, mình sẽ đặt tên ra là ô vuông. Sau đó tiếng Anh mình không giỏi đâu nên là mình sẽ dùng tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh nhé. Ô vuông này thì ô vuông này đơn giản thôi, nó sẽ được kế thừa thằng text view đấy, view thì khi kế thừa các bạn bắt buộc phải là cái là tạo đúng ba con chapter đầu tiên cho mình, cái nó báo đỏ ấy, các bạn chỉ cần kích vào nhá, đầu kích vào nó để nó hiện lên cái đèn đỏ ấy, cái đèn đỏ rồi đến ngay không đèn đỏ ở đây, cần tắt đi cho mình, thực ra nó cũng không lỗi gì đâu, mình không rõ tại sao lỗi. Rồi thì bây giờ mình mới tạo được text view thôi, có nghĩa là cái ô hiển thị trên này sẽ là ô text view này, ô những cái ô item này, item của thằng git view sẽ là những cái text view. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa căn cái chiều dài và chiều rộng của nó. Bây giờ mình sẽ xét chiều dài chiều rộng này cho nó này. Căn gõ on me xuống ở đây chính nó. Các bạn ghi đè lại cái hàm này. Sau khi super xong này nhá. Căn tạo một biến a inter độ dài mình đặt là dài đi bằng get me số width đây, chính me số width đây, enter à, ăn chấm phẩy. Tiếp theo đấy thì các bạn gọi hàm set me dimension đây, me dimension này đấy, cần enter à, truyền vào cho nó cái thằng độ dài mình vừa lấy ra, có nghĩa là sao, nghĩa là khi khởi tạo này lên nhá, nó sẽ lấy chiều dài của cái thằng dài đấy, khi nó sẽ xét cho chiều rộng này luôn, có nghĩa là thành ô vuông chiều dài bằng chiều rộng. Đó, xong. Xong khi đấy rồi nhá. Sau khi xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nhá. Tiến hành tạo cái item. Cái item. Item mà để hiển thị được cái đây à. Item để hiển thị từng cái ô này một này. Đấy thì mình kích chuột vào layout, kích chuột phải, chọn new, layout with file. Mình sẽ tên cho nó là item. Chữ ô vuông. Oh sorry, không được viết tiếng Việt, à, không được viết chữ Hoa. Ô vuông. Rồi, các bạn sang bên text như mình nhá. Ở đây các bạn có vừa lấy cờ lát các bạn tạo là ô vuông không? Cần gọi đúng chữ ô vuông cho mình. Đấy, nó sẽ gợi ý các bạn luôn. Cần nhấn Enter. Cần nhấn Mask Pattern, nhấn Mask Pattern cho mình.
Tiếp theo đó, các bạn cho nó một cái graffiti center và một cái đại khái là một cái margin tầm 3 dp, để cho nó như kiểu những cái ô item này nó sẽ cách nhau này, tầm 3 dp đấy, cách nhau 3 dp đấy, đều đều các thứ các thứ. Rồi xong, xong khi lấy xong thì bây giờ mình mới đến tiến hành, mình sẽ vào Google rồi, vào đây mình có một vài cái ảnh muốn cho các bạn xem này. Đây ảnh ở đây các bạn nhìn nhá, bây giờ mỗi cái ô này nhá, ví dụ một ô số này, ví dụ mình ô số 2 ạ, nó sẽ có một cái màu, một cái màu ấy, cái là màu ấy, màu trắng. Ô số 4 thì màu xám, chữ màu đen, nhưng ô số 8 thì lại lên ra màu, lên màu da cam. Xong rồi còn cái thằng này ô 16 thì nó lại là lên cam đậm. Bây giờ này ở trên bây giờ mình sẽ lấy ra cái mã màu của cái ô nền này trước này, để mình xét cho cái ô nền với những cái giá trị tương ứng. Ví dụ các bạn ở trên này nhá, trên này hiển thị 2 thì mình các bạn phải xét cho nó một cái màu hơi xám xám tí ấy. Nếu hiển thị 8 thì phải cái màu da cam này, 16 là cái màu cam đậm này. Đấy thì để lấy cái mã màu thì ở đâu, thì trước khi lấy mã màu các bạn vào value này, chọn color cho mình, các bạn tạo ra một cái array nhá, tên là màu của số, màu của số, màu lè, lè số, đóng lại, trong này sẽ có các item, item. Rồi các bạn nhấn Ctrl D tạo vài, tầm vài cái với mình. Thì ở trên này nhá, trên ở trên Google nó có, ở trên mạng nó có cái trang lấy mã màu từ ảnh nhỉ. Trang mình dùng khá nhiều, có nghĩa là ở đây các bạn có thể chọn tạp cho mình nhỉ. Chọn tạp mình để ở đâu nhỉ, mình để ở download đâu rồi, cái này đi, cái này, cái này, cái này. Rồi các lớn hiện đại nha, các anh chỉ cần di chuột đến đâu rồi nó sẽ ra được cái mã màu ở đây cho các bạn này. Ví dụ đầu tiên số 2 nhá, mình kích vào số 2 này. Đó các anh lấy được mã màu, các bạn ấn C về, các bạn paste cho mình, các bạn nhớ paste đúng thứ tự nhá, thì nó sẽ để cái là nó sẽ cái sau dùng nó mới chuẩn được. Rồi số 4 này, số 8 này, rồi số 16 này, rồi đấy các mình sẽ làm ví dụ các bạn những màu này nhá. Còn hiện tại thì thời gian nó hơi bị hạn chế một chút, nên là mình sẽ lấy cái array mà mình đã tạo trước, tạo trước ở đây cả cho các bạn đấy, cần chuyển về xong nó sẽ đầy, có đủ đầy đủ các màu từ 2 cho đến 4.000 không trăm bao nhiêu rồi. Mình không rõ nữa. Rồi công việc tiếp theo của mình sẽ là gì, thì sau khi tạo được những item này, những cái thằng, những cái số các thứ từ item ô vuông này, tạo được array mã màu này, thì công việc tiếp theo của mình là các nhìn trên này nhá, thì muốn hiển thị trên này các bạn sẽ phải có một cái array nit đúng không, chuẩn chưa, các bạn chắc chắn phải có một cái array nit chứa các số integer để tạo, để hiển thị lên trên này. Thì mình sẽ tạo ra một cái Java class này, mình sẽ tên là Java game. Data game Handler. Còn trong này thì mình sẽ thiết kế, mình sẽ tạo ra một biến private static data game, data game chẳng phải, à quên chưa là tên nó nhỉ,
Và đây mình sẽ có một cái constructor mặc định. Constructor này cũng thuộc dạng sự mặc định. Data game bằng new data game chấm phẩy xong. Sau khi đấy xong mình sẽ tạo ra một hàm get intent và get data game. Đấy, get tên data game. Thì đây là một cái kiểu thiết kế, một cái kiểu design pattern trong Java thôi. Thì là đại khái là sau khi thiết kế lại xong thì mặc định các cái thành phần ở trong data game này đều dưới dạng static và mỗi lần gọi ra nó sẽ dễ hơn. Rồi xong thì công việc của thằng data game sẽ là gì? Thứ nhất trong này nhá, chắc chắn nó sẽ chứa một cái như là cái là một cái private array need integer array need array số bằng new array need. Rồi xong là cái array này sẽ phục vụ công việc là để hiển thị các số này lên, đúng chưa? Và mình sẽ có một hàm private void public, hàm này là public public void in int to là hàm sẽ là hàm này sẽ là khởi tạo này. Rồi bây giờ nhá, Arin để hiển thị lên công việc này rồi, nhưng mà nếu như để tính toán và xử lý ấy, thì mình khuyên các bạn không làm trên, không lên thôi, chứ thực ra vẫn làm được, vẫn làm trên Arin được. Thì các bạn nên tạo cho mình một cái mảng hai chiều để xử lý các số ấy, việc cộng số ấy, việc thêm số vào cho nó dễ. Thì mình ở đây mình sẽ có một cái private in một mảng hai chiều đúng không? Mình sẽ tên là mảng hai chiều, mảng hai chiều bằng new mảng chiều. Các bạn chuyên mảng này khởi tạo cố định là 16 phân tử nhá, bởi vì hiển thị trên này cũng chỉ có 16 thôi. Nếu các bạn nào có thể tạo ra cái game mà nó lớn, game với ô số lớn hơn thì các bạn có thể sáng tạo thêm. Thì hàm khởi tạo sẽ làm vấn đề gì? Thứ nhất nhá, khi các bạn new cái thằng ấy lên này thì nó mới đại khái là tạo cho bạn cái chỗ để chứa 16 số integer thôi, chứ nó chưa có cái số 16 số integer đấy. Thì thứ nhất là mình sẽ gọi là cái là mảng hai chiều. À no, sorry, mình đã chạy vòng for easy. Không, chỗ này y mà nhỏ hơn 4 thì sao, đi cộng có. Tiếp theo đấy, for tiếp, inter g bằng 0, chỗ này y mà nhỏ hơn 4 thì sao, g sẽ cộng có. Rồi, tiếp theo đấy thì mình sẽ gọi đến mảng hai chiều ở vị trí thứ y. Gì? Mình gán cho nó cái giá trị bằng 0 chấm phẩy xong. Sau khi đã khởi tạo xong thì mình sẽ tiến hành là áp thẳng ở nói luôn khoan chút nhá, cái mảng hai chiều này để phục vụ các bạn xử lý, nhầm còn cái thằng này thì sẽ phục vụ cho bạn hiển thị. Nhưng mà hiện tại thằng này không có một phần tử nào, thì ở hàm khởi tạo này sau khi chạy cái vòng for easy xong rồi, mình sẽ chạy vòng for một cái for y tiếp, inter y bằng 0, cho vậy y mà nhỏ hơn 16, cho vậy y cộng cờ. Và trong đấy thì mình sẽ sorry, mình nên chèn vào đây thì hơn, mình sẽ gọi cái mảng này số này luôn này. Chấm add 0 cho vậy xong. Sau khi đã khởi tạo xong nhưng vẫn chưa được hiển thị lên thì bây giờ mình sẽ viết ra một cái, mình tạo ra một cái adapter để phục vụ công việc hiển thị đúng không?
Thì bây giờ mình sẽ hiển thị đây. Mình sẽ cái là mình sẽ tạo ra ô số adapter enter, thằng này sẽ extend cái thằng array adapter kiểu truyền vào kiểu bây giờ là kiểu integer, cái chuột tạo constructor, các bạn tạo constructor đầy thứ hai rồi. Sorry, xóa cái thằng layout đi. À, không phải xóa, không phải xóa. Ở trong này sẽ có hai biến private. Một biến là biến context CT chấm phẩy. Tiếp theo là một biến một cái argit nữa. Argit integer integer arr chấm phẩy. Vào trong sau khi super thì mình sẽ tiến hành là gán cái thằng context này list.ct bằng context và gọi cái thằng alit này lên, lên khởi tạo lên nhá, truyền vào cái object này đó. Sau khi tạo xong constructor rồi mình sẽ override cái hàm getView. Cái kỹ thuật cơ bản này các bạn nào học Android các bạn chắc cũng biết rồi, còn chưa học thì mình không còn gì chắc chắn là chưa biết. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra thằng con vật view xem nó có bằng lưu hay không. Nếu nó không có giá trị gì thì sao, thì đương nhiên mình phải truyền cho nó giá trị rồi bằng cách là tạo ra lấy cao interface interface bằng gọi biến context chấm ép kiểu nó về kiểu layout interface, gọi context ra chấm get system service layout Inflate System Service và gọi cái con và view ra bằng interface.interface r.layout.item ô vuông để gọi new. Sau khi chạy xong cái đống lệnh này thì mình sẽ biết chắc chắn là cái thằng con và view này nó là cái thằng ai rồi, nó là cái thằng item ô vuông mình vừa tạo ra rồi. Thì công việc tiếp theo mình sẽ đặt ID cho cái thằng tag view, gọi cái thằng tag view ô vuông này txv ô vuông. Đặt ID xong rồi mình sẽ vào đây à, mình kiểm tra xem nếu như mà cái thằng init kia chấm sai mà nó có lớn hơn một phần tử chẳng hạn thì mình sẽ tạo ra cái thằng ô vuông đặt tên là ô đi, new, à không phải là new, mình sẽ ánh xạ nó ô vuông con vật view chấm pin view by id r chấm id chấm txv ô vuông rồi. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ ô vuông rồi đây thế này, mình sẽ ở trong cái thằng data game nhá, mình sẽ tạo ra một cái hàm, mình sẽ tạo ra cái hàm public void đi truyền vào cho nó một cái truyền vào cho nó một cái và chuyển void đi lại khá là set giá trị mình sẽ truyền vào cho nó cái gì nào nhỉ, mình truyền vào cho nó một cái ô vuông đó, đặt cái là ô và ô vuông này sẽ set text là cái thằng ô vuông này phẩy phải có vị trí nữa, vị trí để lấy ra trong cái array số kìa, ô vuông chấm không lên là này, sorry sorry cực sorry các bạn, tạm thời mình sẽ gọi ô vuông chấm set text cộng với arr chấm get index ở vị trí position và sau đó mình sẽ return cái thằng con vật view
xong. Sau khi xong nhá, mình sẽ sang bên activity này, mình sẽ ánh sáng này trước. Mình đặt cho nó một cái ID. À, đặt rồi. Đặt rồi nhỉ. Thôi các bạn. Vào đây mình sẽ tạo ở bên bên activity.java, mình sẽ tạo cho nó một cái view. GIR GR GIR view đây. GDP game play chấm phải ở đây mình sẽ viết một hàm ở đây viết thôi ở đây viết coi đi ánh sáng mình gọi cái thằng GDP ra bằng ép kiểu ở về view in view by id gdb gameplay phải. Tiếp theo đó mình sẽ tạo luôn cái hàm private void để khởi tạo thì trong này mình sẽ gọi ra cái data game chấm f data game chấm in giờ mình sẽ gọi cái hàm khởi tạo của thằng data game ra thì lúc ấy chắc chắn Aris đã có dữ liệu đúng không? Thì lúc đấy mình tạo luôn tạo ra một cái ô vuông adapter mình đặt tên cho nó là adapter đâu đâu số 7 mình sẽ khởi tạo luôn cái thằng này adapter bằng new vuông after thứ nhất mình phải truyền cho nó một cái context là main activity.zip tiếp theo mình sẽ truyền là cái layout bị suộc thực ra cái này thì mình không dùng nên là mình sẽ để là không cũng được không sao cả và tiếp theo là cái arenit để nó hiển thị lên trên này đúng không vì ở trong cái data game này mình sẽ tạo ra cạn nhấn alt insert này cạn trỏ đến getter này để getter arenit này sau đó sang bên main activity mình sẽ chỉ cần gọi là data data game chấm get data game chấm get arr số enter xong chấm phẩy tiếp theo nữa là mình sẽ tạo một cái hàm gọi đi đặt tên là set data thì là ở đây là cái mình gọi thằng hit view à chấm set after truyền vào cái thằng after ấy là xong và sang bên ở sang vào hàm on collect này mình sẽ chỉ cần gọi đầu tiên là ánh xạ tiếp theo là khởi tạo tiếp theo là set data xong bây giờ mình sẽ ấn shift F10 cho các bạn xem chạy cho mình được cái gì nhá rồi nó hiện lên rồi hiện tại chưa có cái gì cả nó hiện tại các cái số 0 này và cái ô màu hiện tại nó không có gì là đặc sắc. Thì bây giờ mình sẽ làm thế nào? Mình sẽ làm này. Thì là như vừa rồi các bạn đã biết là mình đã tạo ra một cái array corner ở đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy ra mình dùng nhá. Thì trong data game này mình sẽ tạo ra tiếp một cái private một mảng kiểu in nhưng lần này là mảng một chiều một mảng một chiều và mình sẽ đặt tên cho nó là mảng màu mong chấm lại xong thì ở trong cái hàm inter này mình sẽ khởi tạo cái mảng màu nhưng mà mình sẽ cần truyền để lấy mình sẽ lấy ra từ cái thằng mảng array này mình truyền vào cho này để mình dùng thì mình sẽ cần một cái biến context ct context này ở
Đấy, tiếp theo để lấy ra được thì các bạn sẽ gọi cho mình cái thằng TPL này à. Đấy, nó sẽ hỗ trợ các bạn chọn đến cái thư mục red. Đấy, thư mục red TPL này TA bằng context chấm get resource chấm otan đây, chính là thằng này otan ở đây, otan thay ở đây, truyền vào cái ID và truyền vào error.array array nhá chấm đó, nó hiện lên cái ID mà cái tên của mình đặt cho cái mảng màu này, màu này của các số này. Chấm vào tiếp ra đấy thì mình sẽ đại khái là mình sẽ new cái mảng màu này, mình sẽ new luôn lên new in ta chấm len để lấy ra cái số phần tử của màu ạ. Và for inter ta à, for i i bằng không chấm phẩy i nhỏ không chấm phẩy i cộng cộng chấm phẩy à không phải chấm phẩy đúng không, mảng màu thứ i bằng ta chấm get color index thứ i và các bạn phải không của mình đó. Xong sau khi này xong nhá thì mảng màu đã có giá trị thì mình sẽ gọi ta chấm re clean để cái đấy để đóng nó lại lấy ra mình mở cái thằng mảng màu ra mình phải đóng lại. Và tiếp theo đó, mình sẽ là viết một hàm public inter là tên nó là con no rồi đấy, truyền vào mình sẽ truyền vào cái thằng truyền vào một cái số inter số à đó, và mình sẽ return. Bây giờ này nói này cho dễ hiểu nhá, chết mẹ rồi, ví dụ số 2 đúng không, với số 2 cái màu nền của thằng số 2 là cái màu đầu tiên, cái màu nền đầu tiên của mình là cái màu nền đầu tiên trong cái color array này, thì nếu như mà truyền vào số 0 thì chắc chắn mình phải trả ra một cái giá trị trắng, trả ra một cái màu trắng đúng không. Thì nếu như mà mình kiểm tra, nếu như mà số ấy, bằng bằng không thì sao, lập tức sẽ return color chấm y, y là màu trắng chấm phẩy xong. Còn nếu không thì sao, nếu không thì bây giờ mình sẽ tính nếu vừa mình sắp xếp các màu của cái này theo thứ tự từ bé đến lớn không, 2 4 6 8 thứ 2 4 8 16 32 xong rồi là 64 102 các thứ a à, không 128. Giờ thì nó truyền vào cái số là 2 4 6 8 đấy rồi, thì mình làm sao mình lấy được cái vị trí ở trong cái thằng mảng màu, thì đơn giản ở đây nhá, các bạn khai báo mình tạo cho mình một biến inter a bằng bằng math chấm logarit của cái thằng số chia math chấm logarit của cái thằng hai chấm phẩy, nó báo đỏ bởi vì là cái thằng math chấm logarit trả về kiểu double nhưng mà cái số mình khai báo a để trả kiểu in. Tiếp theo đấy thì mình sẽ pattern cái mảng màu ở vị trí thứ a trừ một rồi xong. Bây giờ mình giải thích nhá, thứ nhất là các bạn truyền vào số này, cái logarit này là sẽ ví dụ như kiểu mình truyền vào số 2 thì sau khi truyền vào số 2 thì logarit của 2 chia logarit của 2 thì sẽ ra được 1.
là cả còn ra cái số mũ của hai đấy, thì là nhưng mà một vị trí một ở trong bảng màu hay là vị trí màu của thằng số 4, nên là mình sẽ trừ đi một đơn vị thì nó sẽ lấy ra được cái vị trí của màu. Sau cái này xong nhá, thì mình đây là mình mới trả ra màu thôi, thì các bạn vào trong cái thằng ô vuông mà đối tượng ô vuông mình tạo ra, căn gọi tạo ra cho mình một cái hàm và play void đề set type đấy này đấy, truyền vào một số và để set type cho nó. Thì đầu tiên nhá, đầu tiên mình sẽ bàn đến cái vấn đề text size trước. Text size đầu tiên, nếu như mà các số các bạn nhìn này, số có hai đơn vị hai số ấy, nó sẽ to so với thằng này, to so với thằng này thì là to hơn mấy cái thằng số có bốn chữ số ấy, thì được mình phải căn chỉnh trong này đúng không? Mình sẽ kiểm tra, nếu như mà cái thằng số mình truyền vào ấy mà nó nhỏ hơn 100 thì sẽ gọi set text. Mình sẽ set text cho nó, set text size nhỉ, set text size, set text size mình sẽ set cho nó tầm 40 40 rồi. L if, nếu như mà số mà nhỏ hơn 1.000 thì là khoảng từ 100 đến 1.000, mình sẽ set text size, cho nó là 30. Còn nếu không thuộc cái trường hợp 4 chữ số này thì mình sẽ gọi là set text size cho mình set cho nó là 20, à không, 20 hơi bé ấy. Mình sẽ set text này là 30, 35 đấy. Sau khi set text size xong thì mình sẽ đến set text color đúng không, mình kiểm tra tiếp, nếu như mà số mà nhỏ hơn 8, nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn 8 đúng không, bởi vì các bạn nhìn trên hình này chỉ có số 2 với số 4 có text size, text color là màu đen, còn tất cả các chữ số còn lại có text size là màu trắng. Nếu số nhỏ hơn 8 thì sao, thì set text color color y l set text color color black màu đen. À chết, nhầm, lớn hơn mình sẽ sửa đây, lớn hơn nhầm, sorry các bạn, lớn hơn hoặc bằng 8 sau khi đã bàn về vấn đề màu. Tiếp theo đó, thì mình sẽ bàn về đến cái vấn đề cái bo đấy, bo à, cái hình này là hình vuông nhưng lại có bo và màu khác nhau, thì bo chắc chắn mình sẽ sử dụng cái thằng bo lề này rồi. Còn nhưng mà cái thằng bo lề này hiện tại muốn xem màu của nó thì phải làm sao, thì ở đây các bạn tạo cho mình một cái đối tượng là gra different gradient drawable, mình sẽ đặt tên cho nó là drawable đi, bằng ép kiểu của nó về gradient drawable ấy. Đấy, các bạn gọi git chấm get background, có nghĩa là sau khi cái này xong ấy thì mình sẽ lấy được cái background của cái thằng text view của cái thằng ô đất này, và bây giờ mình sẽ set màu cho nó bằng cách gọi là drawable chấm set color color này. Xong color ở đây thì sao, mình sẽ lấy ra từ cái hàm mà mình vừa mới tạo ra ấy,
cái hàm color ở bên trong data game này, mình sẽ gọi data game .get data game .color chuyển vào một số nó chính là cái số mình chuyển vào ấy. Đấy xong và set background drawable chuyển vào cái thằng drawable ấy là xong. À, sau khi đã mình đã, bây giờ mình mới set hết tất cả màu đúng không? Bây giờ mình đến set còn một cái duy nhất nữa là chữ. Chữ mình sẽ kiểm tra trước nếu như mà cái số truyền vào ấy mà nó bằng 1 0 thì mình sẽ gọi cái hàm set text là mình chuyển cho một chữ trắng. Còn nếu không mình gọi cũng gọi hàm set text ra nhưng mình chuyển cho nó một cái chuỗi ấy, cộng thêm cái hàm số vừa truyền vào. À xong. Và mình sẽ thay đổi ở bên ô vuông item ô vuông này, mình sẽ set cái background cho nó là cái g cái bo len ấy, chính nó đấy. Còn sang bên ô vuông này sang bên after thay vì mình gọi hàm set text nhá, mình sẽ gọi ra cái hàm mà mình vừa mới tạo ra cho nó là hàm set text đây set text đấy chính là nó. Và ở bên main activity giờ sẽ báo lỗi, bởi vì sao? Bởi vì cái hàm inter mình khởi tạo này thì vừa mình đã thay đổi cho nó là có truyền vào một con text, bây giờ bắt buộc mình truyền vào một con text thôi là main activity .zip đó. Bây giờ mình sẽ run lại cho bạn xem nhé, xem nó hiển thị lên cái gì nhé. Rồi nó hiển thị các ô vuông mà hiện tại nó là ô này không có số nên là nó hiển thị toàn bộ trắng đều rồi. Ok, về tiếp tục thì làm nào có số thì như các bạn chơi 2048 ấy thì nó sẽ tạo ra các số 2 hoặc số 4 random đúng không? Thì bây giờ mình cũng làm tương tự thôi. Trong này mình sẽ có một cái biến private random đặt tên r new random chấm phẩy. Ở đây là mình ở dưới đây mình sẽ tạo ra một cái hàm public void để tạo số. Hàng này mình không cần truyền được cái gì cả thì hàm này có nhiệm vụ là tạo ra số random cho hàng kia. Thì ở đây thì mình sẽ khá là đầu tiên mình sẽ kiểm tra nếu chạy bằng for inter y bằng 0 cho mà y mà nhỏ hơn 0 chấm vào y cộng cộng for mình sẽ kiểm tra cái init số kia. Ở đây có một số số 0 đi, mình tạo một biến số 0 có giá trị bằng 0 trước này, mình tra nếu như mà a là số này chấm get index ở vị trí chữ y thằng này nhỏ hơn 16 im nếu như cái này bằng 0 thì sao? Thì lúc đấy thì thằng số 0 mà sẽ cộng cộng ra ngoài này nhá, mình sẽ kiểm tra tiếp nếu như cái thằng số 0 kia mà nó vẫn còn lớn hơn 1 đi chẳng hạn, lớn hơn 0 lớn hơn hoặc bằng lớn hơn 0 thì mình mới tiến hành tạo số, còn nếu không thì thôi
bởi vì là biết đâu khi đó nó đầy full số ngàn thì mình sẽ không ngừng không tạo số random nữa. Lúc này mình sẽ chạy cái vòng while. Lúc này mình sẽ đâu đầu tiên tạo biến random nữa, tạo ra một số ô rồi, số ô tạo bằng l.next in, next in 2 cộng thêm 1, có nghĩa nó sẽ chỉ tạo ra từ 1 đến 2 số, 1 đến 2 ô có số, còn nếu không thì thôi. Trong này mình sẽ chạy vòng ngoài, nếu như mà lớn hơn 1 nhỉ, sorry các bạn, cái này mình nên vứt ra ngoài. Thằng này nên để ra ngoài ít này thì hơn, nếu mà vẫn còn lớn hơn 1 thì làm số à. Nếu lớn hơn 1 thì nó sẽ tạo, vẫn tạo ra loop thì hơn số tạo này các chữ C mình khởi tạo đây. Nếu như mà số chống lớn hơn 1 thì đằng số này mới được tạo như này, còn nếu không sorry, nếu không mình xét tiếp, nếu ít mà cái đằng số của ô kia bằng bằng 1 thì số ô tạo sẽ bằng 1, còn nếu không số ô tạo sẽ bằng 0. Cho vậy xong thì ở ngoài mình sẽ chạy này, mình sẽ chạy cho đến khi nào mà cái số ô tạo kia nó bằng 0 thì thôi, đúng không, nó không mới dừng lại. Ở đây mình tạo ra hai biến này, biến y này bằng r.next in 4 phải, và biến z bằng r.next in 4 tiếp chấm phẩy. Và sau đấy thì mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái mảng hai chiều kia ở vị trí thứ y z bằng 0 thì sao, thì lúc này mình mới sẽ tạo ra, mình mới test cho mảng y y z mình mới xét cho nó là có giá trị là bằng 2, và cái đằng số ô tạo sẽ trừ trừ chấm phẩy. Rồi xong này, đây là sau khi đã tạo xong thì ở đây mình sẽ viết ra một cái hàm nữa, public void d chuyển đổi. Chuyển đổi là nhằm mục đích gì? Chuyển đổi là nhằm mục đích là cái arrayList số kia sẽ clear, xóa hết mọi thứ này. Sau đó tiếp đấy thì là mình sẽ chạy for easy, copy nhanh nhé, for easy để gán tất cả những thành phần nào của cái thằng mảng hai chiều kia sang cái thằng arrayList này. Đấy là xong. Thì sau khi viết xong hai hàm này nhá, ở cái hàm khởi tạo mình ở viết trên kia này, mình viết trên kia thì đây mình sẽ gọi tạo số. Xong sau khi đó là chuyển đổi, trị đổi xin 6 đầu tên nữa, chuyển enter rồi bấm run này. Rồi, mở lên xem mình được cái gì à? Trắng phao. Why? Chờ mình chút nhá. Có lẽ mình đang sai chỗ tạo số rồi.
số không, số sẽ cộng cộng. Oh sorry, đúng đây mình phải biết là mã hai chiều từ y và z thì đúng hơn là sheet F6 sheet F10 trái lại. Rồi bây giờ mình đã có ô số 2, nhưng hiện tại ô số 2 như đang không chuẩn nữa nhỉ, nó bị màu lâu. What happened? Có nghĩa là mình đang sai ở chỗ thằng này à? Set background. Set background. Chẳng lẽ sai hàm này. A trừ 1. Mình thử chuyển vào số khác xem nào. Ở đây mình sẽ chuyển vào số 16 này. Rồi. Hiện tại là đang bị lỗi. Lỗi không xác định. Ở đây mình thử nhá. System chấm out chấm print print n n n đây print n n đây thì trái cộng a sheet F10 trở lại. Mình sẽ kiểm tra cái số 4 trả ra vị trí số 4, nhưng mà chẳng nhẽ lấy mảng màu sai. Để mình thử nhá. Nếu đây mình sẽ chuyển vào thằng color.red thì sao? F10 trở lại xem nó sai ở đâu. Wow. Nó sai cái hàm trả ra color. Nếu thế thì mình phải xem xét lại ở trong thằng này. Mình sẽ phải xem xét lại thằng này ngay. Mà màu mình lấy ra là sai hoàn toàn rồi. Không trở về với mình cái gì cả.
Đấy, mình tải nhé. Nó đúng mà nhỉ? Thế tại sao lại sai? Mình sẽ thử trả về xem mà. Nó không cần. Oh, shit. Sorry. Mình sai đây. Mình cho nó nhỏ không? Đáng là mình nhỏ len thì đúng hơn. Rồi lần này chạy chắc chắn chuẩn. Xóa này đi. Rồi hiện lên nào. Đó. Rồi xong. Đã xong. Rồi mình sẽ chuyển về đây thằng 2. Rồi sau khi đã xong, ui hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Video mình xin dừng lại đây, hẹn các bạn ở trong video. Mình sẽ hướng dẫn cái này ở trong cái video tiếp theo, có nghĩa là tầm ngày mai kia gì mình sẽ làm. Ok, chúc bạn học trình vui vẻ nhé.